Hãy nhanh tay sở hữu ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen. Collagen dạng thạch cho khả năng hấp thụ collagen tối ưu, thành phần bao gồm collagen cá 5%, hyaluronic acid chiếm 10% và chiết xuất trái đào, sản phẩm sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Và bên cạnh đó thì với thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen rất dễ ăn và dễ dàng sử dụng mỗi ngày quý vị nha. Có cung cấp collagen là một loại protein rất quan trọng cho cơ thể của mỗi chúng ta, giúp làm chậm quá trình lão hóa cho làn da, đặc biệt là từ 25 tuổi trở lên, làm giảm thâm nám cho làn da của mình, giúp cho mái tóc bóng mượt và móng tay chân chắc khỏe hơn, thích hợp cho người có làn da bị sạm, da khô và nhiều nếp nhăn do tuổi tác, phù hợp cho cả nam giới và nữ giới trên 18 tuổi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen. Collagen dạng thạch dễ hấp thụ vào cơ thể, có mùi hương dễ chịu, dễ dàng sử dụng. Sử dụng đều đặn mỗi ngày sẽ có một làn da khỏe mạnh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tô Trinh và Quang Quý xin mến chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình mua sắm đặc biệt ngày hôm nay cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Thưa quý vị, nếu như mà chúng ta được hỏi rằng là điều gì mình mong muốn cho cơ thể của mình ạ, đó chính là sức khỏe đầu tiên, phải không Quang Quý ha? Bên cạnh đó thì khi chúng ta có được một làn da săn chắc nè, khỏe mạnh và những cái vết thâm vết nám không có xuất hiện trên làn da của mình thì cả nam giới và cả nữ giới nữa, mình sẽ cảm thấy tự tin hơn khi mà chúng ta giao tiếp với tất cả mọi người. Và thấu hiểu được điều đó thì đặc biệt là khi mà chúng ta bắt đầu bước vào tuổi 25 trở lên, collagen, một thành phần rất là quan trọng cho cơ thể và làn da của mình, đã dần dần bị giảm đi theo thời gian. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể bổ sung collagen bằng cách qua đường ăn uống một cách thật là tiện lợi, thuận tiện và dễ dàng sử dụng? Thì ngày hôm nay quý vị đừng bỏ qua cơ hội sở hữu ngay trọn một bộ sản phẩm bao gồm bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam quý vị nha. Và với trọn bộ sản phẩm này ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị với mức giá cực kỳ hấp dẫn quý vị nha. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Beauty Collagen, bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen, mà trong đó thì chúng ta sẽ có ngay là 15 gói một hộp, tổng cộng 4 hộp mình sẽ có là 60 gói, mức giá chính hãng là 1.490.000 đồng. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi giảm ngay cho tất cả quý vị là 400.000 đồng quý vị nha, chỉ còn là 1.090.000 đồng mà thôi. Chúng ta đã có ngay một cách thức để bổ sung collagen vào cơ thể của mình, và ở thời đại này thì Quang Quý nghĩ là không chỉ có phụ nữ đâu mà là đàn ông cánh mày râu cũng phải quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe của mình, đặc biệt là làn da của mình nữa, để chúng ta có thể là tự tin gặp gỡ mọi người nhiều hơn. Và với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì Quang Quý nghĩ là với cái sự thuận tiện của nó thì đúng quý vị rồi, có thể sử dụng một cách vô cùng dễ dàng quý vị nha. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng VTV Hyundai Home Shopping bằng cách điện thoại vào số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Với tính chất công việc của một người dẫn chương trình thì Tú Trinh thường xuyên phải trang điểm. Có khi là mình phải trang điểm từ lúc sáng sớm và để lớp trang điểm như vậy cả một ngày dài với rất nhiều các công việc, và trở về nhà vào khi tối muộn. Và mỗi khi mà Trinh bắt đầu tẩy trang cho làn da của mình sau một ngày dài mình đã trang điểm rồi, thì điều mình cảm nhận rõ ràng nhất là lúc đó là làn da của mình nó bị sạm hẳn đi và rất là thiếu sức sống. Và đồng thời là khi mà mình dùng tay mình chạm vào trong làn da của mình thì Trinh thấy làn da của mình nó không có được đàn hồi như trước đây nữa, và nó kém sức sống hơn hẳn. Và mình cũng đã bắt đầu bước vào lứa tuổi là gần 30 rồi, cho nên á, Trinh nhận thấy là trên làn da của mình đã bắt đầu xuất hiện những cái vết thâm, những cái vết nám và một vài cái đường nếp nhăn ở ngay khóe mắt cũng như là khóe môi của mình, khiến cho mình cũng thấy là khá lo lắng. Và những lúc như vậy thì bản thân của Trinh cũng bắt đầu tìm hiểu rất là nhiều những cái phương pháp để mà mình chăm sóc cho làn da của mình từ bên ngoài, nhưng mà đặc biệt là phải từ bên trong. Và cũng có một cái điều may mắn của một người dẫn chương trình, đó chính là khi mà bắt đầu VTV Hyundai Home Shopping bắt đầu là đã phân phối dòng sản phẩm là Beauty Collagen thì mình cũng là một người được trải nghiệm đầu tiên. Và Trinh bắt đầu trải nghiệm từ những việc rất là đơn giản mỗi ngày, khi mình có thể là đang làm việc nè, mình đang đọc sách, hoặc là khi mình nhớ ra thì mình có thể lấy ngay là những sản phẩm dạng thạch của Beauty Collagen bắt đầu sử dụng. Và với thành phần khi mà Trinh tìm hiểu đó chính là có chiết xuất từ collagen cá nè, rồi có thêm hyaluronic acid nữa và thêm chiết xuất từ trái đào, thì cái hương vị đầu tiên là nó rất là dễ ăn và chúng ta có thể
thể là thích ngay từ lần đầu tiên luôn. Và sau thời gian 2 tháng mà Trinh đã được trải nghiệm trực tiếp thì Trinh nhận thấy được rằng làn da của mình đã bắt đầu có nhiều sự thay đổi ngay từ chính bên trong. Mình chạm tay vào mình thấy là nó có cái độ đàn hồi hơn hẳn nha. Và nhất là những cái vết thâm, những cái vết nám mình thấy nó hơi lờ mờ xuất hiện trước đây cũng đã bắt đầu giảm dần đi. Do đó thì sau một ngày dài mình đã trang điểm rồi, trở về nhà mình tẩy trang thì Trinh vẫn nhận thấy làn da của mình nó vẫn còn sức sống, nó vẫn căng mượt, nó sáng mịn hơn và không phải là bị sạm đi và thiếu hẳn sức sống như trước đây. Và điều đó thì khiến cho mình cảm thấy thật sự rất là vui, bởi vì mình đã tìm ra được một bí quyết giúp cho mình làm đẹp chủ động hơn, tiện lợi hơn và nuôi dưỡng làn da của mình ngay từ bên trong nữa. Không chỉ làn da đâu mà ngay cả mái tóc cũng như là móng tay của mình cũng thấy là chắc khỏe hơn nhờ những thành phần từ collagen thiên nhiên nữa. Phụ nữ thì ai cũng mong muốn mình xinh đẹp cả và cũng mong muốn cho những người phụ nữ bên cạnh mình cũng trở nên xinh đẹp hơn. Và sau khi Trinh đã dùng thử sản phẩm này thì cũng rất là mong muốn chia sẻ với tất cả phái đẹp của VTV Vinda Home Shopping để chúng ta sẽ có thêm một bí quyết giúp cho mình làm đẹp chủ động hơn và tự tin hơn mỗi ngày cùng Beauty Collagen nữa. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh khoản chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Khuyến khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Và thật sự thì một lần nữa Trinh rất là mong muốn được chia sẻ về cảm nhận của bản thân mình khi mà mình đã có được cơ hội là trải nghiệm trực tiếp khi dùng dòng sản phẩm đó chính là collagen dạng thạch, Beauty Collagen. Quang Quý có biết không, nó rất là dễ ăn luôn và mùi thơm cực kỳ dễ chịu. Và Trinh cũng biết một điều là làn da của mình khi mà mình đã hơn 25 tuổi rồi, chắc chắn là khi mà chúng ta chạm vào nó sẽ không còn được đàn hồi săn chắc như trước đây. Mà do công việc của mình nữa Quang Quý à, những cái vết thâm, vết nám cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi có một bí quyết làm đẹp và nó thuận tiện như vậy đó quý vị, thì mình cảm thấy là chủ động hơn tự tin hơn rất là nhiều. Không biết thì đối với Quang Quý là đại diện của Đấng Mày Râu thì chúng ta đánh giá như thế nào về việc là phải bổ sung collagen giúp cho làn da của mình trở nên tươi trẻ hơn nha? Quang Quý thấy nha, là trong khoảng thời gian gần đây thì nam giới bắt đầu là quan tâm nhiều hơn diện mạo bên ngoài của mình rồi. Và đặc biệt là làn da của mình quý vị nha. Không chỉ với những cái cách thức mà chúng ta vẫn thường hay lo lắng là con trai thì phải tốn nhiều thời gian để có thể là mình đắp mặt hay là mình bổ sung những cái cách thức khác, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay một dòng sản phẩm mang đến cho tất cả quý vị là collagen dạng thạch. Chúng ta có thể ăn một cách vô cùng dễ dàng luôn. Và quý vị cũng có thể biết là collagen là một loại protein rất là cần thiết cho da của chúng ta quý vị nha. Và với collagen như thế này thì nó sẽ như là một chất kết dính tất cả những cái tế bào ở trên bề mặt da của đúng chúng ta rồi. Và chúng ta hãy tưởng tượng đi là lớp da của mình là bao gồm là những cái tế bào xếp chồng lên nhau như thế này nè. Nếu mà da của mình sau 25 tuổi bắt đầu thiếu collagen quý vị nha, thì cái tế bào sẽ không kết dính chặt lấy nhau và từ đó dẫn đến là cái độ đàn hồi của nó sẽ bị giảm sút đó. Và như vậy thì sẽ khiến da của chúng ta nè bị nhăn nè, bị chảy xệ nè, bị lão hóa nè. Và thậm chí là những khi mà da bị lão hóa thì sẽ xuất hiện những vết thâm, vết nám. Và khi mà chúng ta bổ sung collagen vào cơ thể của mình, đặc biệt là collagen được truyền lên da mặt á, nó sẽ giúp là tái tạo các tế bào và từ đó làm giảm cái việc là thâm nám nè, da nhăn, da chảy xệ nữa quý vị ạ. Với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta sử dụng một cách vô cùng dễ dàng luôn, mà giống như là Tú Trinh đã chia sẻ về cảm nhận của mình, quý vị cũng thấy rồi đó. Đúng rồi, và Quang Quý cứ yên tâm một điều rằng đây cũng chính là bí quyết mà đã có rất là nhiều tại những quốc gia như là tại Hàn Quốc, Nhật Bản đã tin dùng quý vị nha. Đó chính là dạng thạch Beauty Collagen như thế này. Với collagen dạng thạch rất là dễ dàng sử dụng và ngày hôm nay khi mà quý vị chúng ta sở hữu đó quý vị, với lần đầu tiên xuất hiện trên VTV Hyundai Home Shopping thì chọn một bộ là 4 hộp, mà một hộp như thế này đây rất là nhỏ gọn, có chứa đến là 15 gói dạng thạch luôn quý vị. 4 hộp mà chúng ta mua sắm ngày hôm nay là có đến 60 gói như thế này, nên là quý vị có thể yên tâm là bản thân của mình có thể là sử dụng trong cả một khoảng thời gian dài luôn, chưa kể là việc chúng ta có thể mua về mà làm quà tặng cho những người thân của mình nữa. Và Quang Quý cứ thấy giống như là Trinh sử dụng vậy đó, một cái dạng gói dạng thạch như thế này nó rất là nhỏ gọn luôn, mình có thể là cho ngay vào trong túi xách của mình nè. Khi nào mà chúng ta nhớ ra thì mình cứ lấy ra mà chúng ta sử dụng thôi. Và ở trong đây có những thành phần collagen đặc biệt cần thiết cho cơ thể của mình quý vị nha. Không những giúp cho làn da của chúng ta trở nên săn chắc hơn, đàn hồi hơn, mà còn giúp cải thiện cho mái tóc của mình là thêm bóng mượt hơn. Bên cạnh đó là móng tay, móng chân cũng chắc khỏe hơn rất là nhiều nha quý vị. Mỗi ngày mình chỉ cần dùng một gói mà thôi. Và thưa quý vị, và chắc là ngay lúc này thì Tú Trinh sẽ một lần nữa mình hãy thử sử dụng sản phẩm này, thạch collagen, để chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn nữa về mùi vị của nó quý vị nha. Và trong lúc này thì Quang
ấy sẽ chia sẻ thêm về thành phần của collagen dạng thạch, bên cạnh là 5% là collagen cá mà chúng tôi đã chiết xuất và mang đến trong sản phẩm là collagen dạng thạch Beauty Collagen ngày hôm nay. Còn có thành phần đó chính là hyaluronic acid. Đây là một loại phân tử ngậm nước quý vị nha, có chức năng và cũng là liên kết những cái thành phần mỹ phẩm, và ngoài ra còn có thêm nữa là nó sẽ cấu thành những cái thành phần ở trên những cái lớp biểu bì da của chúng ta, từ đó liên kết những tế bào một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra còn có chiết xuất trái đào nữa, mang đến vị chua chua ngọt ngọt nè, mang đến hàm lượng vitamin và chất xơ để có trong là dạng thạch collagen ngày hôm nay. Và sau khi mà Tú Trinh đã thưởng thức thì Tú Trinh một lần nữa mình hãy chia sẻ về cảm nhận của mình đi nào. Một lát nữa là sẽ trao quý là thưởng thức thử luôn nha, bởi vì một lần nữa là mùi vị rất là dễ dàng khi mà chúng ta sử dụng mỗi ngày quý vị nha. Với gói dạng thạch như thế này nè, quý vị thấy rằng là chúng ta chỉ cần chúng ta xé nhẹ cái phần miệng gói ra thôi là sau đó là mình đã có thể là chúng ta dễ dàng sử dụng rồi. Rất là đơn giản không quý vị? Với thành phần là collagen cá nè, acid hyaluronic là 10% nữa, và ngoài ra thì sẽ còn có thêm đó chính là chiết xuất từ trái đào nữa. Khi mà chúng ta đã mở cái phần miệng túi như thế này rồi thì quý vị chúng ta có thể là mình ăn ngay rất là dễ dàng quý vị ơi. Và thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là mình sẽ sử dụng collagen dạng thạch một cách cực kỳ dễ dàng và thuận tiện quý vị nha. Và quý thấy là với chiết xuất từ trái đào thì chắc là cũng sẽ chua chua ngọt ngọt đúng không Tú Trinh? Rất là thơm ăn, thơm ngon và dễ chịu đó Quang Quý à. Và mùi vị của nó Trinh nghĩ rằng là ai cũng có thể thưởng thức được ngay. Ngay cả đấng mày râu cũng cảm thấy rất là dễ chịu luôn. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta rất là dễ dàng có thể là bổ sung collagen trong cơ thể của chúng ta quý vị nha. Collagen dạng thạch như thế này thì không chỉ em phụ nữ đâu, mà Quang Quý nghĩ là nam giới đấng mày râu của chúng ta cũng rất là thích thú với việc là mình thưởng thức những cái món ăn như thế này. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị trọn một bộ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen quý vị nha. Thành từng gói như thế này rất là nhỏ, rất là gọn luôn, chúng ta có thể là để ở trong túi xách nè, để trong giỏ làm việc của mình một cách vô cùng dễ dàng quý vị ạ. 4 hộp mức giá chính hãng 1.490.000 đồng, giảm ngay cho quý vị 400.000 đồng trong chương trình ngày hôm nay, chỉ còn 1.090.000 đồng mà thôi. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping bằng cách gọi điện thoại đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Chúng ta cũng có thể là truy cập vào website vtvhyundai.vn, và nhiều hơn nữa thì chúng ta cũng có thể là theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube của VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Nếu mà chúng ta mong muốn là sở hữu cho bản thân mình nè, mua dành cho những người thân yêu trong gia đình của mình nữa, thì quý vị hãy nhớ mức giá 1.090.000 đồng quý vị nha. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Cơ hội mua sắm hấp dẫn khi chúng ta sở hữu ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen, với collagen dạng thạch cho khả năng hấp thụ collagen tối ưu. Thành phần ở bên trong mỗi gói collagen dạng thạch bao gồm collagen cá 5%, hyaluronic acid 10% và chiết xuất trái đào thơm ngon nữa. Chè sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, quý vị an tâm sử dụng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen. Collagen là một loại protein rất quan trọng trong cơ thể, giúp làm chậm quá trình lão hóa da, giảm thâm nám, giúp tóc bóng mượt và móng tay chân chắc khỏe, thích hợp với người có làn da sạm, da khô, nhiều nếp nhăn, phù hợp cho cả nam giới và nữ giới trên 18 tuổi. Và với thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen, với collagen dạng thạch rất là dễ hấp thụ vào trong cơ thể của mình, đặc biệt là sản phẩm có mùi hương rất là dễ chịu, quý vị có thể dễ dàng sử dụng ngay, và khi chúng ta sử dụng đều đặn mỗi ngày để có được một làn da khỏe mạnh hơn quý vị nhé. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và với chương trình ngày hôm nay, thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen bao gồm là 15 gói một hộp quý vị nha. Trọn bộ sản phẩm 4 hộp mức giá chính hãng 1.490.000 đồng, giảm ngay 400.000 đồng cho quý vị giá trên VTV Hyundai Home Shopping, chỉ còn 1.090.000 đồng mà thôi. Cơ hội mua sắm rất hấp dẫn, không thể bỏ qua. Với tính chất công việc của một người dẫn chương trình thì Tú Trinh thường xuyên phải trang điểm. Có khi là mình phải trang điểm từ lúc sáng sớm và để lớp trang điểm như vậy cả một ngày dài với rất nhiều các công việc, và trở về nhà vào khi tối muộn. Và mỗi khi mà Trinh bắt đầu tẩy trang cho làn da của mình sau một ngày dài mình đã trang điểm rồi, thì điều mà mình cảm nhận rõ ràng nhất là lúc đó là làn da của mình nó bị sạm hẳn đi và rất là thiếu sức sống. Và đồng thời là khi mà mình dùng tay mình chạm vào trong làn da của mình thì Trinh thấy làn da của mình nó không có được đàn hồi như trước đây nữa, và nó kém sức sống hơn hẳn. Và mình cũng đã bắt đầu
đầu bước vào lứa tuổi là gần 30 rồi. Cho nên á, Trinh nhận thấy là trên làn da của mình đã bắt đầu xuất hiện những cái vết thâm, những cái vết nám và một vài cái đường nếp nhăn ở ngay khóe mắt cũng như là khóe môi của mình, khiến cho mình cũng thấy là khá lo lắng. Và những lúc như vậy thì bản thân của Trinh cũng bắt đầu tìm hiểu rất là nhiều những cái phương pháp để mà mình chăm sóc cho làn da của mình từ bên ngoài, nhưng mà đặc biệt là phải từ bên trong. Và cũng có một cái điều may mắn của một người dẫn chương trình, đó chính là khi mà bắt đầu VTV Hyundai Home Shopping bắt đầu là đã phân phối dòng sản phẩm là Beauty Collagen, thì mình cũng là một người được trải nghiệm đầu tiên. Và Trinh bắt đầu trải nghiệm từ những việc rất là đơn giản mỗi ngày, khi mình có thể là đang làm việc nè, mình đang đọc sách, hoặc là khi mình nhớ ra thì mình có thể lấy ngay là những sản phẩm dạng thạch của Beauty Collagen bắt đầu sử dụng. Và với thành phần khi mà Trinh tìm hiểu đó chính là có chiết xuất từ collagen cá nè, rồi có thêm hyaluronic acid nữa và thêm chiết xuất từ trái đào, thì cái hương vị đầu tiên là nó rất là dễ ăn và chúng ta có thể là thích ngay từ lần đầu tiên luôn. Và sau thời gian 2 tháng mà Trinh đã được trải nghiệm trực tiếp thì Trinh nhận thấy được rằng làn da của mình đã bắt đầu có nhiều sự thay đổi ngay từ chính bên trong. Mình chạm tay vào mình thấy là nó có cái độ đàn hồi hơn hẳn nha, và nhất là những cái vết thâm, những cái vết nám mình thấy nó hơi lờ mờ xuất hiện trước đây cũng đã bắt đầu giảm dần đi. Do đó thì sau một ngày dài mình đã trang điểm rồi, trở về nhà mình tẩy trang, thì Trinh vẫn nhận thấy làn da của mình nó vẫn còn sức sống, nó vẫn căng mượt, nó sáng mịn hơn và không phải là bị sạm đi và thiếu hẳn sức sống như trước đây. Và điều đó thì khiến cho mình cảm thấy thật sự rất là vui, bởi vì mình đã tìm được một bí quyết giúp cho mình làm đẹp chủ động hơn, tiện lợi hơn và nuôi dưỡng làn da của mình ngay từ bên trong nữa. Không chỉ làn da đâu mà ngay cả mái tóc cũng như là móng tay của mình cũng thấy là chắc khỏe hơn nhờ những thành phần từ collagen thiên nhiên nữa. Phụ nữ thì ai cũng mong muốn mình xinh đẹp cả, và cũng mong muốn cho những người phụ nữ bên cạnh mình cũng trở nên xinh đẹp hơn. Và sau khi Trinh đã dùng thử sản phẩm này thì cũng rất là mong muốn chia sẻ với tất cả phái đẹp của VTV Hyundai Home Shopping để chúng ta sẽ có thêm một bí quyết giúp cho mình làm đẹp chủ động hơn và tự tin hơn mỗi ngày cùng Beauty Collagen nữa. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh khoản chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Khuyến khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Và chắc chắn là lát nữa Quang Quý cũng sẽ thử xem là mùi vị của thạch collagen như thế nào. Và thưa quý vị, mỗi khi mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị những sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chúng tôi vẫn hay chia sẻ là chúng ta nên sử dụng đều đặn hàng ngày, kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập thể dục thể thao hợp lý thì sẽ mang lại những tác dụng rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và dòng sản phẩm ngày hôm nay collagen dạng thạch đến từ thương hiệu là Beauty Collagen, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị trọn một bộ sản phẩm là lên tới 4 hộp quý vị nha. Mỗi hộp là có 15 gói, như vậy là tổng cộng thì chúng ta đã có lên tới là 60 gói. Mỗi ngày mình sử dụng một gói, như vậy là chúng ta đã có thể sử dụng trong suốt một khoảng thời gian lên tới là 2 tháng quý vị nha, để cung cấp collagen cho làn da của mình. Bên cạnh đó còn có rất là nhiều những chất dinh dưỡng khác nhau, mùi vị thì cũng thơm ngọt giống như là Tú Trinh đã chia sẻ. Từ đó sẽ cung cấp thêm nhiều những chất collagen giúp cho da của chúng ta làm tăng độ đàn hồi nè, giảm chảy xệ, hạn chế quá trình lão hóa da và từ đó có một diện mạo trẻ trung hơn, tự tin hơn khi mà gặp gỡ mọi người, không chỉ với nam giới và còn với các chị em phụ nữ nữa, đúng không Tú Trinh? Đúng rồi Quang Quý ơi, và chắc chắn một điều rằng là với dòng sản phẩm mà được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam như vậy là quý vị đã rất là an tâm khi mà chúng ta sử dụng rồi. Và sở dĩ là tại sao mỗi gói collagen dạng thạch của thương hiệu Beauty Collagen lại có những ưu điểm như vậy, dùng đều đặn mỗi ngày giúp chúng ta cải thiện được làn da của mình ngay từ chính bên trong, mà bên cạnh đó là cả mái tóc cũng bóng mượt hơn và cả móng tay móng chân cũng chắc khỏe hơn nữa quý vị nha. Bởi vì ở bên trong thành phần của mỗi gói collagen dạng thạch cho khả năng hấp thụ collagen tối ưu nha quý vị, có thành phần là collagen cá 5% giúp cung cấp elastin, từ đó kết nối các lớp biểu bì cho làn da của mình, làn da săn chắc hơn và đàn hồi hơn. Bên cạnh đó còn kết hợp thêm hyaluronic acid nữa 10% cung cấp nước và độ ẩm cho làn da của chúng ta, hạn chế tình trạng là da bị khô và bị thâm sạm theo thời gian nữa. Ngoài ra còn có thêm chiết xuất từ trái đào nữa, cung cấp thêm nhiều vitamin và có một cái hương vị rất là dễ ăn luôn, để quý vị chúng ta có thể là tự tin ra sử dụng mỗi ngày, cũng như là chúng ta mua về làm quà tặng cho những người mà chúng ta yêu thương. Mỗi gói hay là quý vị, nó nhỏ gọn như vậy đây, và chúng ta
dùng rất là đơn giản luôn. Bất cứ khi nào mà chúng ta cần, quý vị có thể là sử dụng ngay collagen dạng thạch Beauty Collagen quý vị nhé. Không chỉ là phái đẹp như Tú Trinh đâu, mà cả những đấng mày râu như Quang Quý cũng có thể là sử dụng mỗi ngày, để từ đó chúng ta cải thiện được làn da của chúng ta, săn chắc hơn, đàn hồi hơn và trẻ trung hơn nữa đó quý. Đúng rồi thưa quý vị, và trong dòng sản phẩm ngày hôm nay, chọn một bộ sản phẩm chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị là có 4 hộp quý vị nha. Và mỗi hộp như thế này thì chúng ta cũng có thể thấy là màu trắng và màu hồng rất là trẻ trung và tươi tắn đúng không ạ? Và trong đây thì có tổng cộng là 15 gói quý vị nha. 15 gói thì mỗi gói nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi, chúng ta có thể là để ở trong túi sách nè, để trong giỏ sách của mình mang theo ở bên mình luôn. Và những lúc nào mà chúng ta thích đó thì chúng ta có thể là lấy ra, rồi mình ở đây có cả một cái phần xé rất là nhẹ nhàng nè. Đó, Quang Quý sẽ xé ra rất là thoải mái đây. Đó. Và thưa quý vị, ở bên trong thì chúng ta thấy nha, có một cái phần dạng thạch nè màu nâu nâu như thế này quý vị ạ. À. Và Quang Quý cũng không biết là mùi vị của nó như thế nào, chỉ biết là Tú Trinh mới nãy là chia sẻ là nó ngọt ngọt, nó chua chua thôi. Và bây giờ thì Quang Quý sẽ thưởng thức xem là mùi vị của nó như thế nào quý vị nha. Đúng rồi, xin mời Quang Quý nha. Và chắc chắn là cũng sẽ rất là dễ ăn, giống như là Trinh đã sử dụng hàng ngày như vậy đó, trong khoảng thời gian là hơn một tháng vừa rồi. Và Quang Quý thấy xem á, là khi mà chúng ta ăn như vậy nha, thì cái mùi thơm đặc trưng nè, và cả cái độ sực sực từ dạng thạch nữa, giúp cho mình là dễ dàng hấp thụ collagen tối ưu luôn đó. Rồi chắc là ăn hết luôn cả một gói thì mới chịu nói đúng không nè. Rất là ngon phải không? Và Quang Quý cảm nhận như thế nào sau khi đã sử dụng xong đó chính là collagen dạng thạch Beauty Collagen? Và Quang Quý tin chắc rằng nếu mà quý vị khách hàng mà là nam giới, khi mà chúng ta thử sản phẩm này chúng ta cũng thích thôi. Cái mùi vị rất là thơm, chua chua, ngọt ngọt nằm và rất là dễ ăn luôn. Nhiều khi thì nam giới thì chúng ta nghĩ tới chuyện là chăm sóc sắc đẹp thì tốn nhiều thời gian đúng không ạ? Tốn nhiều công sức rồi nhiều khâu nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì Quang Quý thấy cái cách chăm sóc sắc đẹp này rất là tiện lợi. Chúng ta chỉ cần bỏ một gói vào trong túi của mình đi làm thôi. Mỗi lần mà mình rảnh mình lấy ra mình thưởng thức như là một món ăn chơi chẳng hạn, cũng rất là vui và rất là thoải mái khi mà chúng ta có thể là chăm sóc sắc đẹp và cung cấp những chất dinh dưỡng như vậy. Và trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay nữa chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị với mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Đúng rồi thưa quý vị, và mức giá cực kỳ hấp dẫn này cho đến trọn một bộ là 4 hộp, tức là khi mà chúng ta chia nhỏ số tiền ra thì nó rất là tiết kiệm về mặt chi phí. Và số lượng chúng ta nhận về được là 60 gói thạch collagen Beauty Collagen quý vị nha, với trọn bộ 4 hộp và mỗi hộp là có 15 gói như thế này, giảm ngay 400.000 đồng so với mức giá chính hãng, ưu đãi chỉ có tại VTV Hyundai Home Shopping mà thôi. Mức giá chỉ cần là 1.090.000 đồng, quý vị có ngay là 60 gói dạng thạch Beauty Collagen được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Nên đây là một món quà mà chúng ta có thể dành tặng ngay bây giờ để chăm sóc cho sức khỏe cũng như là sắc đẹp cho chính bản thân của mình, hay là món quà tặng dành cho những người mà chúng ta yêu thương quý vị nha. Thời gian mua sắm đang dần trôi qua rồi, hãy nhanh chóng sở hữu ngay cùng VTV Hyundai Home Shopping. Với tính chất công việc của một người dẫn chương trình thì Tú Trinh thường xuyên phải trang điểm. Có khi là mình phải trang điểm từ lúc sáng sớm và để lớp trang điểm như vậy cả một ngày dài với rất nhiều các công việc, và trở về nhà vào khi tối muộn. Và mỗi khi mà Trinh bắt đầu tẩy trang cho làn da của mình sau một ngày dài mình đã trang điểm rồi, thì điều mà mình cảm nhận rõ ràng nhất là lúc đó là làn da của mình nó bị sạm hẳn đi và rất là thiếu sức sống. Và đồng thời là khi mà mình dùng tay mình chạm vào trong làn da của mình thì Trinh thấy làn da của mình nó không có được đàn hồi như trước đây nữa, và nó kém sức sống hơn hẳn. Và mình cũng đã bắt đầu bước vào lứa tuổi là gần 30 rồi, cho nên Trinh nhận thấy là trên làn da của mình đã bắt đầu xuất hiện những cái vết thâm, những cái vết nám và một vài cái đường nếp nhăn ở ngay khóe mắt cũng như là khóe môi của mình, khiến cho mình cũng thấy là khá lo lắng. Và những lúc như vậy thì bản thân của Trinh cũng bắt đầu tìm hiểu rất là nhiều những cái phương pháp để mà mình chăm sóc cho làn da của mình từ bên ngoài, nhưng mà đặc biệt là phải từ bên trong. Và cũng có một cái điều may mắn của một người dẫn chương trình, đó chính là khi mà bắt đầu VTV Hyundai Home Shopping bắt đầu là đã phân phối dòng sản phẩm là Beauty Collagen thì mình cũng là một người được trải nghiệm đầu tiên. Và Trinh bắt đầu trải nghiệm từ những việc rất là đơn giản mỗi ngày, khi mình có thể là đang làm việc nè, mình đang đọc sách, hoặc là khi mình nhớ ra thì mình có thể lấy ngay là những sản phẩm dạng thạch của Beauty Collagen bắt đầu sử dụng. Và với thành phần khi mà Trinh tìm hiểu đó chính là có chiết xuất từ collagen cá nè, rồi có thêm hyaluronic acid nữa, và thêm chiết xuất từ trái đào, thì cái hương vị đầu tiên là nó rất là dễ ăn và chúng ta có thể
thể là thích ngay từ lần đầu tiên luôn. Và sau thời gian 2 tháng mà Trinh đã được trải nghiệm trực tiếp thì Trinh nhận thấy được rằng làn da của mình đã bắt đầu có nhiều sự thay đổi ngay từ chính bên trong. Mình chạm tay vào mình thấy là nó có cái độ đàn hồi hơn hẳn nha. Và nhất là những cái vết thâm, những cái vết nám mình thấy nó hơi lờ mờ xuất hiện trước đây cũng đã bắt đầu giảm dần đi. Do đó thì sau một ngày dài mình đã trang điểm rồi, trở về nhà mình tẩy trang thì Trinh vẫn nhận thấy làn da của mình nó vẫn còn sức sống, nó vẫn căng mượt, nó sáng mịn hơn và không phải là bị sạm đi và thiếu hẳn sức sống như trước đây. Và điều đó thì khiến cho mình cảm thấy thật sự rất là vui, bởi vì mình đã tìm ra được một bí quyết giúp cho mình làm đẹp chủ động hơn, tiện lợi hơn và nuôi dưỡng làn da của mình ngay từ bên trong nữa. Không chỉ làn da đâu mà ngay cả mái tóc cũng như là móng tay của mình cũng thấy là chắc khỏe hơn nhờ những thành phần từ collagen thiên nhiên nữa. Phụ nữ thì ai cũng mong muốn mình xinh đẹp cả và cũng mong muốn cho những người phụ nữ bên cạnh mình cũng trở nên xinh đẹp hơn. Và sau khi Trinh đã dùng thử sản phẩm này thì cũng rất là mong muốn chia sẻ với tất cả phái đẹp của VTV Hyundai Home Shopping để chúng ta sẽ có thêm một bí quyết giúp cho mình làm đẹp chủ động hơn và tự tin hơn mỗi ngày cùng Beauty Collagen nữa. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen. Collagen dạng thạch cho khả năng hấp thụ collagen tối ưu. Thành phần bao gồm collagen cá chiếm 5%, hyaluronic acid chiếm 10% và cả chiết xuất của trái đào mang đến vị chua chua ngọt ngọt rất dễ ăn. Sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Và với thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, khi mà chúng ta dùng mỗi ngày sẽ cung cấp collagen là một loại protein rất là quan trọng cho cơ thể của mình. Dùng mỗi ngày giúp làm chậm quá trình lão hóa cho làn da của mình nè, còn giảm thâm nám trên làn da nữa, giúp cho mái tóc bóng mượt hơn và móng tay cũng chắc khỏe hơn. Bên cạnh đó là còn thích hợp cho người có làn da bị sạm, da khô và nhiều nếp nhăn do tuổi tác, phù hợp với cả nam giới và cả nữ giới trên 18 tuổi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen. Collagen dạng thạch dễ hấp thụ vào cơ thể, có mùi hương dễ chịu và dễ dàng sử dụng. Sử dụng đều đặn mỗi ngày để có một làn da khỏe mạnh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và ngày hôm nay khi mà quý vị mua sắm cùng VTV Hyundai Home Shopping, sở hữu ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 4 hộp collagen dạng thạch Beauty Collagen, 15 gói cho một hộp, chọn một bộ 4 hộp lên đến là 60 gói quý vị nha. Mức giá cực kỳ ưu đãi, giảm ngay 400.000 đồng so với giá chính hãng. Giá ưu đãi trên VTV Hyundai Home Shopping 1.090.000 đồng mà thôi. Cơ hội mua sắm cực kỳ hấp dẫn, không thể bỏ qua. Thưa quý vị khách hàng, thời gian dành cho chương trình mua sắm ngày hôm nay không còn nhiều nữa và cơ hội mua sắm của chúng ta đang đếm ngược từ từ rồi. Cho nên là quý vị hãy nhanh tay nhấc máy lên và sở hữu trọn bộ sản phẩm mà chúng tôi mang đến ngày hôm nay. Đó chính là collagen dạng thạch để cung cấp collagen cho cơ thể của chúng ta quý vị nha. Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, một đất nước đã rất nổi tiếng với ngành công nghệ làm đẹp, cho nên chúng ta có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng của dòng sản phẩm mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Không chỉ làm đẹp cho nữ giới mà còn giúp nam giới và đứng mày râu trong gia đình của mình cảm thấy là tự tin hơn, với làn da chắc khỏe hơn nè. Cũng như là từ đó mang đến sự tự tin trong công việc, tự tin trong giao tiếp mà giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp và thoải mái hơn, đúng không Tú Trinh? Chắc chắn rồi Quang Quý ơi, bên cạnh đó là còn sự kết hợp từ những thành phần từ thiên nhiên nữa, giúp cho chúng ta có thể là an tâm sử dụng ngay collagen dạng thạch Beauty Collagen mỗi ngày, trọn bộ là 4 hộp với tổng cộng là 60 gói quý vị nha. Với những thành phần là từ collagen cá 5% nè, hyaluronic acid là 10%, chiết xuất trái đào chua chua ngọt ngọt rất là dễ ăn nha quý vị. Sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn. Và quý vị đừng quên là hãy mua sắm ngay bây giờ trong chương trình này, bởi vì chúng tôi giảm ngay 400.000 đồng so với mức giá chính hãng rồi. Mức giá bây giờ chỉ cần là 1.090.000 đồng mà thôi. Và đã có ngay chọn một bộ 4 hộp với tổng cộng là 60 gói ở đây. Chúng ta yên tâm dùng mỗi ngày một khoảng thời gian dài đều đặn, giúp bổ sung collagen, từ đó cải thiện cho làn da, mái tóc và cả móng tay, móng chân của mình nữa Quang Quý ơi. Và ngay bây giờ thì quý vị hãy nhanh chóng đặt hàng cùng với những cách thức như sau. Cách thức thứ nhất, điện thoại về số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website vtvhyundai.vn để tìm hiểu thêm nhiều thông tin quý vị nha. Và ngoài ra quý vị cũng có thể mua hàng bằng ứng dụng VTV Hyundai trên điện thoại thông minh và máy tính bảng của mình. Quang Quý, Tú Trinh cũng như những người thực hiện chương trình xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ có những làn da thật là săn chắc, chắc khỏe cùng với dạng collagen dạng thạch như thế này đến từ thương hiệu Beauty Collagen. Còn bây giờ thì thời gian dành cho chương trình cũng không còn nhiều nữa. Quang Quý, Tú Trinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.